Quận đoàn Ô Môn vừa tổ chức chương trình Nụ cười xuân, xuân tình nguyện 2022. Tham gia chương trình có hơn 100 em thiếu nhi thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Tại đây các em được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc và các trò chơi hấp dẫn. Dịp này, quận đoàn Ô Môn trao 100 phần quà, mỗi phần gồm bánh, kẹo, dụng cụ học tập trị giá 300.000 đồng do Hệ thống Giáo dục Thái Bình Dương tài trợ cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Ô Môn. Bên cạnh đó, quận đoàn Ô Môn còn vận động Mạnh Thường Quân tài trợ mô hình, gian hàng quần áo ấm áp, gấu bông yêu thương, trao tặng 250 suất quà cho các em thiếu nhi, tổng trị giá các hoạt động trên 210 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em thiếu nhi cùng gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.